Rồi mọi người tập trung chưa? Đây là nhiệm vụ mới từ chương trình. Rồi đội trưởng như sau ca xong rồi thấy đội hôm nay tinh thần xuống rồi. Các bạn hãy đi tìm đàn bò dựa theo gợi ý sau đây và đưa về nhà của chúng hoàn thành trước 17 giờ. Đây nè, gợi ý là có một cái tọa độ 11.01.52.0. Bây giờ chương trình sẽ trả lại các bạn một cái điện thoại, ở trong đó có các con số gợi ý. Ok, bây giờ mình vào Google Maps mình bấm yes. Đâu cần Google Maps nhỉ? Google Maps để bấm tọa độ này. Một một. Nhưng mà làm sao để gõ được mấy cái độ độ thôi? Không có sai thì lấy khác, nó có nhiều lắm. Ờ vậy là bị mất sóng rồi. Thôi có cái map nào. À anh ơi, anh ơi, anh thấy đàn bò nào anh quay lại anh gọi tụi em dùng được không? Không rảnh, ảnh nó không rảnh rồi. Không có bò luôn. Nếu như mà giờ này là người ta đã đòi bò về hết trơn rồi. Tìm cái cho đồ chỉ nhỏ xíu. Có bò sao mà kiếm trời. Ví dụ mình cứ đi là bích kia ơi. Hình như tìm được rồi kìa. Không nhẹ, đi help, đi help. Tòa độ nó chỉ ngược lại nè. Kìa kìa kìa. Thôi cứ vừa đi vừa nhé. Là bích kia đi giống như là bị lì cướp bự. Có manh mối hả? Bích kia đi cái nó rung đầu. Nó bị rung lắm. Cái gì rung? Nói đọc lại trong cái đó kỹ coi. Đọc lại trong cái tờ nhiệm vụ á. Mọi người theo em đi. Em có manh mối. Nói lại gì? Hả? Đừng nói em nhìn mấy cục phân bò xong rồi em đoán nha. Lên rồi. Lên. Bò rồi đó. Mọi người tin đi. Hướng này. Không, chị tin em. Ok, điệp viên. Điệp viên mà. Mệt ghê á. Buồn. Bò ơi. Xỉu luôn. Wow, xin chào các bạn. Giờ Linh nó bắt đầu chào bạn rồi kìa. Hello. Hello. Chào. Coi nhiệm vụ qua, nhiệm vụ là gì? Dắt về nhà. Bây giờ mình coi lại cái tọa độ của con. Dắt về nhà theo tọa độ trong đây. Là bây giờ mình tìm thấy đàn bò rồi, giờ mình phải đưa nó về nhà của anh Tình. Ok, bây giờ mình search đi đi. Cái tọa độ của nhà anh Tình. Search lại cái tọa độ coi. Em chào anh Tình. Em chào anh. Tụi em chào anh. Giờ tụi em tính nhận nhiệm vụ đưa đàn bò về nhà của anh ạ. Nhưng mà ở đây wifi yếu quá thì em không dò được tọa độ. Anh có thể mô tả cái hướng đi về nhà anh luôn cho tụi em tìm dễ không anh? Nó giận mình dữ dở, nó giận mình dữ dở. Cái mặt màu đỏ kìa. Ôi, tôi mặc áo đỏ rồi. Lên đỏ đúng không? Không. Là chỉ cần đi lên cái dốc đó là thấy cái đường đó liền. Quay quá. Cái ngựa kìa. Anh ơi, con này nó có sợ màu đỏ. Đi hướng này. À, đi theo đặt bò. Thì nó tự nhớ đường về rồi. Mình đi theo đó thôi. Đúng không anh? Yeah. Nè. Cảm ơn anh nhiều ạ. Bên cánh phải. Ơi. Lấy cái. Nó đúng rồi không anh? Ủa sao chia ra dữ vậy? Lấy thì bên nào mình phải. Ly. Bạn con bên kia. Ly mới kết ly nào cái đứng lại không? Không đúng á. Mỗi đứa một hút lên, miễn sao nó lên đường là được nè. Rồi. Nó đi vậy đó. Ây. Anh đừng ơi, nó sợ. Sợ hử? Em còn sợ chi tụi nó. Đi lên đường mà, cái đó là được. Đúng rồi, đi lên đường là đúng rồi. Nó đi lên đường khác đúng rồi á. Phần nó không à. Không cầm tay để chống đỡ đâu á.
ngày tôi dính cái chân bò không cái gì này dạ dạ rồi ây da dính rồi. Chân ngắn mà đúng nhanh nha. Cứ đi theo nó. Mấy anh chị kia đâu hết rồi? Con dừng á. Rồi cẩn thận nha, phía trước mặt của gai nha. Vừa rồi sao? Ý là bò không à. Bò với lại Gia Linh đang ở giọng á. Ờ thật lắm. Đang bò đi rất nhanh. Thôi bò đi nhanh đi trước. Linh cũng đi nhanh nữa. Không còn ở giọng đâu. Để xin nhờ xin người đi đường nè. Nhờ người ta mượn hai chiếc xe để đi xuống dưới đó kiếm Gia Linh thử coi. Ủa mà đi đâu đó vậy? Ủa nó dắt bò về luôn rồi đó. Trời nó đi nhanh thật á. Ngắn mà đi nhanh thật chứ. Ủa em đi cái đường nào vậy? Chính xác là đằng bò đó. Thế cuối cùng em có đi được đi em nữa đi theo đàn bò tới cuối cùng không?
em đi đến đàn bò tới cuối cùng cho đến khi em thấy anh Tình là em bị mất dấu luôn. Mất dấu đàn bò luôn? Ờ, tại vì anh con bò nó chạy rất là nhanh mà mình càng chạy nó càng chạy nữa. Em đi không theo không có nổi. Nhưng mà em đã vào trong để tìm anh Tình chưa? Chưa. Thì em chờ mọi người đó. Vô hỏi thăm là phải nhà anh Tùng anh hả? Vô nhà anh Tình không? Nhưng mà em mất lắm, thật sự luôn. Đi tới đây mà chẳng lẽ không phải. Tự nhiên làm gì có cái sự vô tình mà có một đàn bò sẵn ở đây chờ mình. Đúng không? Có dừng đạp chưa? Ê, nhưng mà tội tính ra nếu vậy thì tội ảnh quá đúng không? Hả? Nếu như mà thật sự đây là đàn bò của ảnh và ảnh đang đi tìm bò thì tội ảnh quá đúng không? Đúng. Anh có nhà không? Anh nghĩ là thằng nhá. Cái này là của ảnh đó kìa, đàn bò nè. Hỏi nó đi kìa. Lại đông lắm. Cái này chỉ là một mớ của nãy thôi. Không phải bò của ảnh đâu. Em xích nữa là em bắt được anh Tình hả? À? Em là người đi lạc xa nhất đó, anh Tình ngã hướng ngược lại. Vì thế là bò đi sai đường cho nên là anh Tình anh mới phải đuổi theo. Mà như anh Tình anh nói rằng là bò nó nhớ đường, nó đi đúng đường. Nó cứ đi theo mấy con bò. Đúng rồi, nên là mình mới đi theo mấy con bò. Các bạn. Hey. Rồi cho một tràng pháo tay khích lệ nào. Dỗ kiểu vậy hả? Rồi chúng ta có 22 là 2 kim cương và 2 hạt đậu. Lại như ngày hôm qua. Hôm nay chúng ta không thể nào ngủ lèo được. Thực sự luôn, không thể nào ngủ lèo được. Chúng ta phải quyết tâm ngủ khách sạn 5 sao mà cái kia không thể nào ngủ lèo được nữa rồi. Bây giờ mình đi ăn thôi mà chuyện ăn nó dễ lắm mà ta sợ gì. Hiện tại số vốn là các bạn đang bao nhiêu tiền? 300. Bây giờ phải đi bán cái chỗ thằng Long kia để mua tôm hùm. Em bức quá thì vô đó thì mọi người xin làm bồi bàn phục vụ. Ok. Ta ơi mà là 6:30 á, 6:30 tập trung ở đây. Ừ. Nhớ cứ ba người đi hướng này, kia ba người đi hướng này. Rồi team cũ đi, team mà lúc hôm đầu mình đi á, đi theo team đó đi. Mỗi team cầm một bịch thôi hả? Mọi người ơi, chúng ta sẽ quyết tâm ăn được tôm hùm và ở khách sạn 5 sao. 1 2 3. Quyết tâm. Thôi đi. Thế thì cho em hỏi là tôm hùm mình có những loại nào vậy chị? Loại nào rẻ hơn hả? Loại xanh. Một con thì khoảng bao nhiêu ạ? Dạ, cảm ơn. Đi khảo sát giá trước đi. Rồi hỏi lại đi. Ê, nè, vô đây hỏi thử. Này có bán không? Hỏi. Ôi, Quang. Cho con hỏi tôm hùm ở đây bán sao ạ? Các con. Ở đây cho con hỏi tôm hùm bán. Tôm là 200 con. Giá cho mày 1 con. 200 con. Trời ơi. Mắc quá. Có chế biến không cô? Có. Có chủ người có chế biến cô ăn luôn. Cô có loại nào là rẻ nhất luôn á, cô có thể bán được không? 200 nghìn là dễ nhất đâu. Đâu giờ bán dễ nhất ra bán 150 rồi. Cô con nhỏ cô bán 150 rồi. Thôi, con tụi con có thanh long á, cho bớt thêm tụi con xong tụi con đổi thanh long là con cô. Cho 100 hả? Dĩ nhiên là cô. Đẹp trai không cô? Đẹp trai. Tội là mẹ ảnh thích thanh long nãy giờ mỏi tay lắm luôn á. Diễn viên đẹp trai tội không? Thôi cô, bây giờ cô giúp tụi con. Con lấy một con 100 xong rồi cô lấy thêm thanh long cho tụi con nữa thôi. Giờ tụi con quay chương trình chứ bình thường. Cô đâu có ăn thanh long đâu. Ăn vậy con chứ ăn con sao được. Là nhiệm vụ là chỉ cần được ăn thôi à. Tụi con có tới 6 đứa lận. Ai nhà
13 con. Đúng không? Là bây giờ bên mình còn, còn bao nhiêu? 300 ngàn. Bây giờ mình còn có 300 ngàn. Nếu vậy là đủ không? Có 300 ngàn. Anh cho giá đồng. Giá đồng có tiền. Cô giúp gì hả? Đi ăn xin với con phim nữa cô. Lấy ba cô. Gọi ra nén cho ba cô. Lấy ba cô. Lấy mặt ba cô. Đưa 300 vô đưa bị 500. Dạ. Kêu mấy đứa kia lại đi cho nó. Để nó làm ngu quá không con. Dạ dạ để con kêu mấy đứa còn lại đại. Mấy bạn còn lại đó. Lại đại. Dạ dạ. Mấy bạn còn lại đó. Anh ơi kìa. Qua đây qua đây. Mọi người mua được bao nhiêu vậy? Đang ngồi 300 một ký. Bên kia bao nhiêu một ký? Bên kia bán một con 100 ngàn. Em, thôi bây giờ như này thì sẽ qua bên kia xem. Ok, mình thoải mái quá đúng không? Trai này, em là trai này, đấy em trai là đó. Cảm ơn nhiều. Đi đi qua kia bên. Tay. Đây nè, mấy cô này đang bán 100 ngàn một con. Mà lấy con 100 thôi. Đó. 100 ngàn á. Cô bán 200 nhưng mà cô sẽ... Tại giờ kia tốt thiệt. Cô có điện thoại không? Mình lấy điện thoại là con chụp với cô một tấm hình kỷ niệm nè. Vô. Để đây con. Đây em cầm nha. Ống này là để tặng cho cô luôn, chụp để tặng cho cô luôn. Đây bấm chụp cho cô đi. Rồi cô, đây nhìn máy nè cô. Rồi con tặng cô. Được chưa? Rồi. Để rồi con cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Không cần làm gì phức tạp đâu cô, làm cho nó chín lên để tụi con ăn á. Rồi rồi dạ. Con à. Ủa nó còn sống luôn hả cô? Dạ mấy đứa đó. Dạ sống. Sống luôn. Hãy con cầm giúp tôi cho cô. Cô nướng đi còn tụi con ngồi đâu kìa. Alo. Con này là bao nhiêu tiền? Ủa sao nó khác nhiều vậy? Còn con này là chết rồi. Thôi cần có con. À con của em mua là mới ngợp hả? À. Ê, nhưng mà thôi em cầm thôi, nó chết là nó mất giá trị. Cho nó xuống lại đi, mất công nó cầm lâu quá nó chết. Thôi bây giờ mình đang bật chờ. Bây giờ mình ngồi ra ngoài đó mình ngồi chờ nha. Rồi. Cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn. Dạ rồi em cảm ơn chị. Nướng liều con tùy cái khách vô mua rồi mới làm đó là bí mật, bây giờ mẹ nói rồi con không lộ mẹ nữa. Đây nha, đây nha, coi nướng trong mồm thôi sao vậy? Anh lần đầu tiên anh từng thấy coi cách chế biến cách làm mà chứ giờ là làm ngồi ăn không à. Nếu mà bé em có bận không để chị lái nướng. À, em nướng là anh không dám ăn đâu. Không qua giống như cơm dừa nữa đó, cơm dừa đó em thấy em thôi. Ừ, thấy hấp dẫn rồi. Thơm. Cái này không có độc đâu nhưng mà em thấy cái này còn một con, con đúng không? Ừ, với mẹ. Ê, wasabi của tôi đâu rồi? Không, cái này ăn là cái muối ớt xanh ngon hơn. Đây. Tự nhiên, sau đây sẽ là một phần giới thiệu món ăn giữa... của mẹ con nhà Hà Linh. Cái gì em bỏ để mẹ qua nha. Cái bánh nó kìa một cái gì đó. Ngon tuyệt đỉnh. Ngon hơn thanh long không? Đương nhiên là ngon hơn. Vâng thưa các bạn. Và đây là món tôm hùm đánh đổi bằng mồ hôi xương máu của chúng ta. Ơ à, đúng luôn, đây là tôm hùm đánh đổi bằng mồ hôi xương máu thật luôn á. Thiệt mồ hôi. Ok. Là bao nhiêu ký thanh long mới được? Thôi béo nhỏ béo lắm luôn ấy. Có ai đó đang ăn thật không? Dạ, cái gì ngon. Mẹ nhau thế. Cái này ngon. Cái này ngon thế. Mọi người ơi, trên tay của Linh đó là một miếng tôm.
Cái tôm này đó là tôm mồ hôi sôi nước mắt của chị em đồng đội. Và bây giờ chúng ta hãy xem thử linh thưởng thức ngon này như thế nào nhé. Chúng ta hãy lấy lên một miếng tôm, sau đó chấm một miếng chanh, chanh ớt, chanh tiêu, sau đó chấm thêm một miếng wasabi, rồi là ớt. Sau đó thì chấm cái này vô nó lạ nè. Rồi, nè em ơi chị ăn nha. Ừ, chị ăn đó. Coi ăn một rồi, coi là coi 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 chị. Bây giờ chị ăn ma thì rất là em dòm chị thì sự luôn á. Mọi người chú ý, Ăn ma thì rất là tập hợp ngủ chung phòng rồi nên là mọi thứ nó đúng thì em ăn con. Nè, ăn nữa đi nè. Ăn nữa. Em thật sự chuyên môn quá ha, mọi người nói gì nói cái vẫn ăn im lặng và ăn. Nãy giờ em nhìn em thèm lắm. Nó ăn à? Không tìm miếng khác đâu. Đây là. Nãy giờ chỗ mình ăn hết rồi, xong mình cố mình viết viết, không còn gì để viết. Không biết em ăn gì luôn. Em cũng vậy nè. Ôi mà vui. Ủa, ăn ngon không? Cái này con. Càng con. Ở đây càng con mà. Mình được cấp cho 3 triệu. Và ở chung sống. Không, ở chung vui. Thật sự là bây giờ tại mình dây đường sáng ở đây cũng rành nữa. Bây giờ muốn đi tìm cái chỗ ở phải đi cũng xa. Không biết gì có cách nào không ta? Có hả em? Cách nào vậy? Có đi. Đem vui dữ vậy? Rất là đơn giản thôi mọi người. Bình thường vẫn còn dư âm cười trên xe lúc trước. Ôi kêu, mình vẫn được cấp một cái điện thoại mà. Nói chung là bây giờ mình cứ lên mạng sợ thôi. Thì thường đi mà em không biết ngủ ở đâu xem được có chỗ nào ngủ rẻ rẻ không. Đây em sẽ dùng một cái app này. App gì vậy em? Chỗ nào có mùa rẻ nhé. Đúng ra. À. Có mùa rẻ nhé. Rồi ok, không mùa rẻ. Rồi em chọn đi. Khách sạn ngon mùa rẻ Phan Thiết. Tìm khách sạn ngon mùa rẻ. Đó. Bị rồi. Ra tiền. Trời đất ơi. Mọi người ơi. Chúng ta có 3 triệu. Chúng ta hãy ở một cái khu nghỉ dưỡng mà em nhìn vô đi. Ngon lắm. Nhìn phòng nè, đã không? Ok không? Mình làm mình cái phù thôi luôn được. Sao chọc nhờ? Mà giá vậy đó. Giá của chúng ta là 3 triệu 95 ngàn. Tối đó mình cũng 95 ngàn thôi. Rồi em làm xong rồi nha. Sống ở năm bao nhiêu rồi? Ở trên đấy nó có vé máy bay từ hàng tỷ năm rồi em. Ừ, em không có. Ở trên này nó có cái kiểu một vé máy bay mà mình mua khứ hồi ấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ... Em có vé máy bay nào thẳng tới Sài Gòn không? Có vé nào thì mua đi luôn không? Ở đây không có sông bay. Ok. Ở đây không có sông bay. Ok. Ở đây không có sông bay.